18 cá thể treo treo Nam Dương vừa được hạt kiểm lâm huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng chuyển giao cho vườn quốc gia Cát Tiên để tái thả về tự nhiên. Số treo treo này do Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻ tịch thu từ các vụ săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn. Treo treo Nam Dương là loài thú móng guốc chẵn, kích thước nhỏ, thuộc họ treo treo, sinh sống chủ yếu dựa vào tầng rừng thấp. Treo treo chủ yếu bị đe dọa bởi nhu cầu săn bắt làm thực phẩm và đôi khi là để nuôi nhốt như thú cảnh.